Mây đen bao phủ bờ biển du lịch của Crimea. Bờ biển của Crimea với khí hậu ôn hòa cùng 800 spa và khách sạn đã thu hút du khách trong 200 năm qua. Một nửa dân số tại đây sinh sống bằng các nghề trong lĩnh vực du lịch và 70.000 người hoàn toàn phụ thuộc vào ngành du lịch. Nhưng ít nhất 50% của từ 6 đến 8 triệu khách du lịch trong năm ngoái đến từ Ukraine, chỉ có 1/4 đến từ Nga, là quốc gia mà Crimea đã bỏ phiếu để sáp nhập. Phó Bộ trưởng Bộ Du lịch, ông Igor Kotlia, nói rằng mùa du lịch năm nay sẽ có một số định hình lại thị trường có liên kết đến các sự kiện chính trị diễn ra ở đây. Du lịch không làm ra đủ tiền để tài trợ cho nhu cầu của Crimea, khu vực này dựa vào những tài trợ từ Ukraine. Vận chuyển đến những khu nghỉ mát cũng là một vấn đề. Hầu hết các khách du lịch đến Crimea bằng đường sắt, các chuyến xe lửa vẫn còn chạy, nhưng nay các đoàn tàu này vượt qua một biên giới đang có tranh chấp. Ông Kotlia cho biết 64% của tất cả các chuyến đi tới Crimea là bằng đường sắt. Nay phương tiện này có nhiều vấn đề và sẽ ảnh hưởng đến số lượng khách du lịch. Mặc dù Khoa đã hứa sẽ xây dựng một cây cầu để kết nối Crimea với miền nam nước Nga, nhưng điều này có thể mất nhiều năm. Cuộc khủng hoảng cũng đã ngừng các chuyến bay giữa Kiev và Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng hàng không Turkish Airlines đã phải trả lại tiền vé cho nhiều hành khách và nói điều này đã tác động rất lớn đến kinh doanh của mình. Và các khách sạn ở Crimea cũng đã phải gánh chịu một tác động rất lớn với rất nhiều người đã hủy bỏ đặt phòng. Một chủ khách sạn cho biết họ có 5 lần khách hàng ít hơn so với dự kiến. Tuy người chủ khách sạn hy vọng số người đặt phòng sẽ gia tăng trở lại, nhưng nguồn thu nhập chính của Crimea đang bị đe dọa. Thu hút số lượng lớn du khách đến từ cả hai nước láng giềng có thể cần một suy nghĩ lại chiến lược.